tình sức khỏe của bệnh nhân phi công người Anh, bệnh nhân số 91 ngày càng tiến triển hết sức tích cực. Bảo hiểm đã chi trả 3,5 tỷ đồng cho người phi công người Anh trong việc cứu chữa bệnh COVID tại Việt Nam. Và đồng thời bệnh nhân phi công người Anh đủ điều kiện để rời khỏi hồi sức tích cực và có thể trở về quê hương. Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, trong hồi sức đặc biệt của bệnh viện Chợ Rẫy, viên phi công người Anh với bàn tay to, bản nắm chặt tay của bác sĩ Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức tích cực, họ chuẩn bị một bàn đọ sức vật tay hết sức gai cấn. Căn phòng nơi viên phi công người Anh nằm điều trị che kín trong suốt. Ông có thể thỏa sức nhìn ra không gian bên ngoài, ở đó có cây cối, xe cộ và cả bầu trời trong xanh. Đây là thời gian yên ổn nhất của ông kể từ ngày ông được chuyển từ bệnh viện nhiệt đới qua bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22 tháng 5 và hơn 3 tháng kể từ ngày ông biết mình nhiễm virus lịch sử COVID-19. Ông đã từng nói, thật tuyệt, nếu ở một nơi nào khác trên trái đất này, tôi hẳn đã chết. Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi được cứu chữa tại Việt Nam. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng cảm ơn Việt Nam. Quay trở lại với câu chuyện trong phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viên người Anh tại Chợ Rẫy, viên phi công người Anh với bàn tay to nắm chặt bàn tay của bác sĩ Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức tích cực, họ chuẩn bị một màn vật tay bắt đầu. 1, 2, 3, cố lên nào. Cứ sau mỗi lần chiến thắng hoặc thất thủ, cả hai lại nhìn nhau với ánh mắt động viên rồi cười nói rộn ràng. Trong một tháng được chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ như chút được tâm trạng thấp thỏm, âu lo khi sức khỏe của bệnh nhân tiến triển ngoạn mục. Trên giường bệnh, ông đã có thể thực hiện được các cử động tập đi, tập đứng, đánh răng và cười nói. Bác sĩ Phan Thị Xuân, trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho bệnh nhân phi công người Anh, nói rằng mục đích chuyển bệnh nhân qua bệnh viện Chợ Rẫy là để ghép phổi, nhưng trong thâm tâm chị vẫn hy vọng điều ấy không xảy ra. Thực sự giữ lại được phổi vẫn tốt hơn rất nhiều phổi được ghép, bởi bệnh nhân có thể chết ngay sau khi ghép do dùng rất nhiều thuốc ức chế miễn dịch. Thành ra lúc ấy chúng tôi cố gắng hết sức để giữ lại được phổi. Từ chỉ một loại thuốc ban đầu, ekip quyết định dùng cùng một lúc 3 loại thuốc liều cao triệt vi khuẩn gây nhiễm trùng phổi. Song song với tổng tấn công vi khuẩn, chúng tôi ngưng dần các loại thuốc an thần, giãn gân gây nghiện và quyết định ấy đã dần dần phát huy tác dụng, bác sĩ Xuân kể lại. Nhìn lại một hành trình đi qua, bác sĩ Xuân nói đó là dấu hiệu đậm nét trong suốt thời gian làm nghề, đó là những ngày mà khi cảm xúc của chị cùng với ekip dần như trôi theo sự diễn biến sức khỏe của bệnh nhân. Chị vui khi nhìn thấy sức khỏe của bệnh nhân tiến triển và không ít fan mất ăn mất ngủ khi bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Thực sự Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh. Từng là người bệnh nhân COVID-19 nặng nhất, thời gian điều trị dài nhất và để neo sự sống cho ông, cả ngành y tế Việt Nam phải dồn một lực lượng chuyên gia đông đảo nhất. Chỉ với những cái nhất này, chắc chắn ông là một bệnh nhân đặc biệt. Sự đặc biệt còn thể hiện ở cái cách mà người đàn ông này vượt qua vòng sinh tử. Quả thật phải nói, đây là một ca bệnh vô cùng đặc biệt. Sự phục hồi vô cùng ngoạn mục, bác sĩ Phan Thị Xuân thốt lên đầy ngạc nhiên. Hành trình điều trị cho bệnh nhân này là một câu chuyện dài chưa thể kể hết. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, diễn biến bệnh của bệnh nhân ngày một xấu đi, có lúc mất kiểm soát. Trước một bệnh nhân đặc biệt, ngành y tế huy động rất nhiều trang bị máy móc hiện đại cùng một đội ngũ nhân viên y tế chưa từng có tất cả 12 bác sĩ giỏi và hơn 20 điều dưỡng của bệnh viện nhiệt đới được điều động thay ca liên tục chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện nhiệt đới còn được Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện một lực lượng khi biệt phái 4 bác sĩ giỏi về ECMO, thiết bị hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, qua túc trực cùng neo sự sống cho bệnh nhân. Và trong những lúc tưởng chừng như hết hy vọng, thì các bác sĩ bệnh viện nhiệt đới lại nhanh nhóm được một niềm hy vọng mới, nhanh nhóm được một niềm tin mới. Kết quả, chụp CT scan cho thấy hồi phục gần 20% đến 30% và bệnh nhân trải qua 5 lần xét nghiệm đều âm tính. Đó cũng là lúc sứ mệnh lịch sử của bệnh viện kết thúc. Bệnh nhân được chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị cho một ca ghép phổi, vốn là một lựa chọn bất đắc dĩ, là hy vọng mong manh cuối cùng giúp đỡ người bệnh này duy trì sự sống của mình. Trong những ngày vất vả và nguy hiểm ấy, bác sĩ Linh, báo thử bác sĩ, điều dưỡng thay nhau túc trực 24/24 giờ. Bên cạnh bệnh nhân thì nằm im lìm, còn chúng tôi thay nhau cầu trời, cầu Phật, chăm chút từng ly, từng tí, phải thức ngồi bên cạnh bệnh nhân từng thông số oxy, huyết động mạch trên máy của monitor. Từ kết quả chụp CT và sự cải thiện mỗi ngày của bệnh nhân, từ khi tự đánh răng, ăn uống, nói chuyện, được ekip bác sĩ điều trị thấy hết sức có một niềm tin từ phía cuối đường hầm. Ngoài ra để đạt kết quả cao, các bác sĩ còn cho biết họ đã lập hội nhóm chẩn đoán 24/24 giờ. Khi bệnh nhân có bất kỳ dấu hiệu nào, nhóm lập tức được kích hoạt bất kể ngày đêm giờ giấc để đưa ra phương án tối ưu. Duy trì sự sống cho bệnh nhân 91 như là một mệnh lệnh trái tim của tất cả các nhân viên y tế trong ngành y, bác sĩ khẳng định. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin ở kênh YouTube. Nếu quý vị các bạn thấy bản tin hay và ý nghĩa thì đừng quên click vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất, thú vị nhất. Còn bây giờ xin kính chào.